Xin chào các bạn, mình là Hưng Lê và mình đã quay trở lại. Nhưng lần này không phải là chỉ có một mình đâu, mà bao gồm toàn bộ những ngôi sao sáng nhất của TVC miền Bắc các bạn ơi. Như các bạn cũng đã thấy, đằng sau mình là những ngôi sao sáng nhất của TVC miền Bắc đại diện cho 24 nhà hàng của khu vực miền Bắc. Team mình mang hành trang vào trong Hồ Chí Minh là sự tự tin, sự đồng lòng, sự chung sức và chắc chắn là đến 500% sự quyết tâm. Và với sự quyết tâm đó thì mình rất tự tin rằng team mình sẽ giành chiến thắng và mang cúp về Hà Nội. Team mình ơi! Hà Nội! Vô địch! Hà Nội! Vô địch! Hà Nội! Vô địch! Yeah! Hồng ơi! Thì em bảo anh là Thanh Cô xếp cạnh Tôn chứ em có bảo anh là phải quay mặt đỏ đến đâu. Em được anh đâu được hướng dẫn như thế. Tôi chịu hướng dẫn lại cho hai bạn này. Thanh Cô mà giải đúng tiêu chuẩn thì mặt trắng sẽ phải úp xuống dưới và mặt đỏ ở bên trên. Bởi vì nếu mà em giải sai tiêu chuẩn, khi mà em nướng bánh sẽ bị cháy Thanh Cô và bánh không đạt chất lượng. Ngân đâu? Dạ. Em là quản lý trong ca, em phải hướng dẫn cho các bạn làm đúng tiêu chuẩn giúp chị chứ. Bánh này sai rồi, mình sẽ hủy và làm bánh mới đúng tiêu chuẩn giúp chị. Vâng ạ, em sẽ nốt lại thông tin và hướng dẫn lại các bạn ạ. Ok, Hồng, bánh này sau khi mà chị hướng dẫn em làm đã đúng tiêu chuẩn. Em nướng bánh để phục vụ khách hàng nhé. Vâng, vâng, cảm ơn chị đã hướng dẫn em ạ. Yeah! Xin chào các bạn. Hôm nay chị có ghé thăm nhà hàng. Trong quá trình kiểm tra nhà hàng, chị nhận thấy ở cuối make các bạn chưa làm đúng tiêu chuẩn. Sau khi mà chị đã hướng dẫn các bạn đã khắc phục và làm đúng. Chị nhận thấy rằng đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, trong quá trình làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của khách hàng. Đó là lý do chị có buổi học ngắn với team. Một lần nữa chị nhấn mạnh tất cả các bạn phải luôn luôn đặt tiêu chuẩn lên hàng đầu để khách hàng nhận được sản phẩm và dịch vụ của mình tốt nhất. Chị cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ.